bên phía U22 Việt Nam là áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Như vậy hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. Những pha bóng đầu tiên của U22 Campuchia. Họ đến đây ở kỳ SEA Games năm nay với mục tiêu giành huy chương vàng. Vâng, pha lên bóng đầu tiên của U22 Việt Nam. Trọng tài xác định không có lỗi. Bên phía phần sân của Việt Nam. Đây là Công Phượng, Hà Đức Chinh đang di chuyển. Chuyền đi. Công Phượng quyết định sẽ đột phá. Một pha xử lý không thành công của Công Phượng. Thắng. Điều này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ thi đấu trên sân. Một pha bóng khá hay của cầu thủ Campuchia, tuy nhiên không có ai băng vào trong. Macau và U23 Hàn Quốc. Thắng trong những cuộc giao hữu với Mopo City và Busan FC. Lần lượt với tỷ số 4-1 và 6-1. Đây là Công Phượng, pha đột phá của Công Phượng. Cú dứt điểm không thành công của Công Phượng. Một tình huống khá bất ngờ của Công Phượng. Chút nữa thì Công Phượng đã có thể mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Một tình huống đi bóng qua vòng vây của rất nhiều cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Campuchia. Đây là Quang Hải. Một pha lên bóng của U22 Việt Nam. Tốc độ của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, pha đi bóng rất hay của Công Phượng. Một cú sút của Công Phượng. Bóng vừa trúng cột dọc. Quá đáng tiếc cho U22 Việt Nam. Một pha sử dụng tốc độ tuyệt vời của Công Phượng, nhưng cú dứt điểm của anh lại trúng cột dọc. Đây là Văn Thành, vẫn là Công Phượng, dứt điểm đi. Không qua được chân của đội trưởng bên phía U22 Campuchia. Một pha bứt tốc rất hay của Công Phượng. Và sau đó là cú sút bằng mu chính diện. Từ tấn công trung lộ cho tới đánh biên. Đây là Công Phượng. Công Phượng vẫn đang đi bóng. Một cú dứt điểm bằng chân trái của Công Phượng không thành công. Quang Hải. Đây là Duy Mạnh, cú sút xa của Duy Mạnh. Liên tiếp là những pha hãm thành của các cầu thủ U22 Việt Nam. Kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến. Và đi bóng của Văn Toàn đã qua được hậu vệ bên phía Campuchia căng ngang. Bóng không đến được chân của Hà Đức Trình. Một pha can thiệp kịp thời của cầu thủ mang áo xanh. Pha theo kèm rất sát với Hà Đức Trình của hậu vệ bên phía Campuchia. Pha đi bóng trước đó của Văn Toàn quý nhất của bóng đá Campuchia lại không đủ tuổi để tham dự kỳ SEA Games năm nay. Đây là Công Phượng. Một pha kỹ thuật quá tệ của Công Phượng. Văn Toàn, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Việt Nam. Liên tiếp là những pha vấp bóng của Văn Toàn và Công Phượng. Bản. Đây là Xuân Trường. Công Phượng đã có một pha phạm lỗi. Một cự ly đá phạt tương đối nguy hiểm cho U22 Việt Nam. Trường. Như vậy, người sút bóng là Xuân Trường. Bóng không qua được hàng rào. Một cú sút tiếp theo. Rất căng nhưng bóng lại không đi trúng khung thành. Có một bàn thắng với một cú sút xa sấm sét. Tái hiện lại siêu phẩm của anh vào lưới U19 Triều Tiên. Và vừa rồi là một pha bay người vô lê của Quang Hải. Rất đẹp mắt nhưng bóng lại bay vọt xà ngang. Nếu như đó là một bàn thắng thì chắc chắn Quang Hải sẽ tạo nên một tuyệt phẩm. Một pha lên bóng của các cầu thủ Việt Nam, 3-2. Đây là Văn Toàn, đối mặt dứt điểm đi. Một pha đẩy bóng quá dài của Văn Toàn. Có vẻ như mặt sân lại một lần nữa làm khó các cầu thủ của chúng ta. Phải nói là thoáng nhất từ đầu trận cho tới giờ. Tình huống đẩy bóng quá dài của Văn Toàn.
của Trần Đình Trọng. Trọng tài xác định không có lỗi. Một pha tấn công của Campuchia. Không thể qua được Văn Thành. Vâng, vừa rồi là một tình huống kỹ thuật của cầu thủ bên phía Campuchia. Trọng tài cho lợi thế. Một đường chọc khe, đây là Văn Thành. Quang Hải dứt điểm. Cú sút không qua được hàng phòng ngự bên phía U22 Campuchia của Quang Hải. Một đường nhả về tuyến 2 rất thoáng của Văn Thành cho Quang Hải. Tuy nhiên phải mất đến 2 nhịp thì cầu thủ thuận chân trái mới có thể dứt điểm. 5 phút đầu tiên, tuy nhiên vẫn chưa tìm được đường vào mảnh lưới của Campuchia. Đây là Hà Đức Chinh, cú đánh đầu. Quả tạt rất chính xác của Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên pha đánh đầu của Hà Đức Chinh lại đi vọt sang ngang. Hiệp 1 trận đấu đã bước vào phút bù giờ đầu tiên. Và tổng cộng sẽ có 2 phút bù giờ. 2 phút cuối cùng của hiệp 1. Án đội hình của cầu thủ U22 Campuchia. Tuy nhiên các học trò của ông Vitorino thi đấu rất kỷ luật. Đây là Văn Toàn. Dứt điểm, tỷ số đã được mở cho U22 Việt Nam. Người ghi bàn là Công Phượng. Như vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã xuyên thủng được mảnh lưới của cầu thủ Campuchia. Một pha bỏ bóng quá hay của Hà Đức Chinh cho Công Phượng. Và ở một tình huống ngon ăn như vậy thì chắc chắn tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không thể bỏ lỡ. Bàn thắng đã đến ở những phút bù giờ của hiệp 1. Bước sang hiệp 2 chúng ta sẽ thi đấu dễ thở hơn. Pha bỏ bóng quá hay của Hà Đức Chinh. Tình huống vừa rồi không có ai theo kèm Công Phượng. Trong hiệp 2 chắc chắn các cầu thủ Campuchia sẽ không thể đá phòng ngự như hiệp 1 nữa. Họ sẽ phải vùng lên tấn công. Tiếp tục là một cơ hội cho Việt Nam. Hà Đức Chinh đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi. Như vậy hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Và với kết quả này chắc chắn các cầu thủ Campuchia sẽ phải dồn lên tấn công. Điểm của Duy Mạnh. Ngay từ những phút đầu tiên các cầu thủ Campuchia đã dồn lên tấn công. Một cú sút ngay sau khi quan sát thấy thủ môn Phí Minh Long đã rời xa khung thành màn hình. Một đường bấm bóng khá nguy hiểm. Vừa rồi thì chỉ có một mình Đình Trọng theo kèm hai tiền đạo bên phía đối phương. Đây là Vũ Văn Thành. Quả tạt hơi mạnh nhưng bóng vẫn đến được cái đầu của Công Phượng. Cú đánh đầu chệch cột dọc của Công Phượng. Một tình huống phối hợp của hai cầu thủ đến từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Hai bên mặt sân xa làm hôm nay không được tốt. Đây là Văn Toàn. Hà Đức Chinh cần phải di chuyển. Đường chọc khe cho Công Phượng, dứt điểm đi. Bóng không qua được đôi tay của thủ môn bên phía Campuchia. Vẫn là Công Phượng. Căng ngang bóng. Một tình huống đệm bóng trượt của Hà Đức Chinh. Quá nhiều cơ hội. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm của Công Phượng. Không, đây là đường căng ngang sau đó. Và đây là tình huống dứt điểm của Công Phượng. Pha đẩy bóng hơi dài của Văn Thành. Đây là Văn Toàn. Xuân Trường sút xa. Cú sút vọt sang ngang của Xuân Trường. Một đường chuyền dài của Xuân Trường rất chính xác. Tuy nhiên Công Phượng không thể tiếp bóng. Một cú sút xa. Bóng vừa trúng vào người của một tiền vệ bên phía U22 Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống tạt bóng nguy hiểm trước đó. Nếu như Phí Minh Long không băng ra kịp thời thì nhiều khả năng đó sẽ là một tình huống rất nguy hiểm với khung thành của U22 Việt Nam. Cú đầu tiên của V-League vào lưới của Than Quảng Ninh. Người thực hiện sẽ là Quang Hải. Một quả đá sệt. Và tỷ số đã là 2-0 cho U22 Việt Nam. Tôi không rõ đó là một tình huống đá thẳng hay bóng đã chạm chân một tiền đạo bên phía Việt Nam vào gôn. Nhưng tỷ số đã được nâng lên 2-0.
Một tình huống đá phạt quá khó chịu của Quang Hải. Bóng đi sệt và lập bập. Vừa rồi người giơ chân là Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên không rõ anh có chạm vào bóng hay không. Bóng đã từ từ lăn vào lưới. Có vẻ như Đoàn Văn Hậu chưa chạm chân vào bóng. Nhiều khả năng bàn thắng sẽ được tính cho Quang Hải. Một cú đá phạt quá nguy hiểm ở góc sút mà thôi. Lần này anh thực hiện một cú đá sệt và gây bất ngờ cho hàng phòng ngự bên phía Campuchia. Nguy hiểm. Ngay sau đó là tình huống trả đũa của các cầu thủ bên phía U22 Campuchia. Đây là Công Phượng, pha đi bóng của Công Phượng. Trọng tài đã cắt còi và sẽ có một tình huống đá phạt cho U22 Việt Nam. Là một cú đá phạt ở cự ly khá xa. Cú sút thẳng của Văn Thành. Đây sẽ là cơ hội rất rõ rệt để chúng ta có thể nâng tỷ số lên 3-0. Người thực hiện sẽ là Công Phượng. Tỷ số là 3-0 cho U22 Việt Nam. Tình huống đá phạt quay của Công Phượng. Cú đúp. Một cú sút tuyệt vời của Công Phượng. Bóng vừa rồi có lẽ đã khẽ chạm vào hàng rào và đổi hướng. Thủ môn bên phía Campuchia chỉ biết đứng im. Một cú sút quá căng. Chính xác là bóng đã chạm nhẹ vào hàng rào của các cầu thủ U22 Campuchia và đổi hướng. Tuy nhiên, tình huống này dù có không chạm vào hàng rào thì có lẽ thủ môn bên phía Campuchia cũng không có cơ hội để cản phá. Một cú đá phạt tuyệt vời của Công Phượng. Một tỷ số quá an toàn cho U22 Việt Nam. Tiếp tục là một pha tấn công của U22 Việt Nam. Quang Hải đang di chuyển. Một pha chọc khe cho Hồ Tuấn Tài. Dứt điểm đi. Và tỷ số là 4-0. Người ghi bàn là Hồ Tuấn Tài. Quá nhanh. Liên tiếp là những bàn thắng cho U22 Việt Nam. Vừa rồi là tình huống kiến tạo của Công Phượng. Các cầu thủ Campuchia dường như đã gục ngã rồi. Họ đã vỡ trận. Quá nhanh, hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Một pha đi bóng và một đường chọc khe của Công Phượng. Pha xoay người và dứt điểm của Hồ Tuấn Tài đã đánh bại được thủ môn bên phía U22 Campuchia. Quá tuyệt vời. Đó là những gì mà người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi ở đây là pha tấn công của Campuchia. Như vậy đã có một quả penalty cho các cầu thủ U22 Campuchia. Trọng tài xác định bóng vừa chạm tay của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha quay chậm này. Chính xác là đã có một tình huống chạm tay của Bùi Tiến Dũng. Mặc dù anh đã khép tay. Cú sút quá đơn giản, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 cho các cầu thủ U22 Campuchia. Bàn thắng được ghi do công của Nen Sotearot, cầu thủ trung vệ bên phía Campuchia. Phượng, một quả đá thẳng của Công Phượng. Một tình huống mà Công Phượng đã khá nhiều lần thực hiện tại V-League. Những cú đá theo phong cách lá vàng rơi. An toàn với chúng ta. Đây là Hồ Tuấn Tài. Một cú sút xa của Hồ Tuấn Tài. Khá nguy hiểm, bóng vừa đi chạy cột dọc. Các cầu thủ U22 Việt Nam những phút vừa qua thi đấu rất tự tin. Sự tự tin là điều cần thiết đối với các cầu thủ trẻ. Thái Lan và U22 Timor-Leste.
Pha tấn công 3 đánh 2. Đây là Văn Toan dứt điểm, không thắng được thủ môn bên phía Campuchia. Họ đã buông xuôi rồi. Một tình huống tấn công của ba cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng, Văn Toàn. Như vậy là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia đã kết thúc với phần thắng 4-1 nhưng về phía các cầu thủ áo đỏ của chúng ta.